Xem bói đầu năm hay xem tử vi vào dịp đầu xuân năm mới từ lâu đã là một hoạt động không thể thiếu của người Việt. Bởi nhiều người quan niệm rằng đầu năm gieo quẻ bói để biết vận hạn, may rủi trong năm mới mà có đối sách ứng phó kịp thời. Nó cũng như khi ta xem bản tin dự báo thời tiết, biết trời đẹp để làm việc lớn, biết trời xấu còn mang theo ô, che nắng, che mưa. Đây cũng chỉ đơn thuần là hình thức giải trí đầu năm để yên tâm hơn về mặt tinh thần. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. 1. Tổng quan vận hạn năm 2023. 2. Xem tử vi vận hạn chi tiết trên các phương diện, công việc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên. 3. Với những con giáp năm 2023, tháng nào là tốt nhất, tháng nào cần lưu ý. 4. Cát hung của từng tuổi năm 2023, với mỗi con giáp cần lưu ý gì. 5. Kết luận. Trong năm 2023 Quý Mão để hóa giải thái tuế và mang đến may mắn cho gia chủ, những tuổi trên cần phải sử dụng một kim bài thái tuế để trợ mệnh, hộ thân, nghênh đón thái tuế, vị thần sát lớn nhất trong năm, để được ngài che chở, hỗ trợ, giúp hóa giải những vận hạn xấu do thái tuế mang lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Xem bói tuổi Mão bao gồm những người sinh năm 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 và 2011. Năm 2023 khá khó khăn và nhiều thay đổi đối với người tuổi Mão, tuy nhiên vận trình xuyên suốt năm không hề quá xấu, vẫn xuất hiện những cơ hội tốt để đương số nắm bắt. Vận hạn tuổi Mão 2023 theo từng phương diện. Công việc báo hiệu nhiều áp lực và căng thẳng trong công việc, đã là khó khăn thì không thể tránh khỏi. Thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Tiền bạc, tài khí suy, kiếm tiền không dễ dàng, các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Đầu tư làm ăn càng cần có sự thận trọng, kẻo lợi bất cập hại. Đối tác trở mặt, chưa thấy lợi nhuận đâu đã thua lỗ không thể ngăn cản. Tình cảm, đào hoa xấu vượng, duyên đến rồi lại đi, khó tụ, khiến đương số chán chường và mệt mỏi. Một số cặp đôi còn đối mặt với cảnh chia ly, đổ vỡ vì không thể chịu nổi áp lực về tinh thần. Sức khỏe, cục diện thái tuế tác động lại thêm hung tinh vây hãm, sức khỏe của bản mệnh giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Mão năm 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Mão sinh năm 1951, cát khí giảm, sức khỏe giảm sút, đề phòng thương tật. Tuổi Mão 1963 phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc và con cháu, chưa được thảnh thơi. Tuổi Mão 1975 hung cát đan xen, quý nhân tiểu nhân song hành, chủ động nắm bắt vẫn có cơ hội tốt. Tuổi Mão 1987 khó khăn vây hãm nhiều bề, công việc cạnh tranh, tiền bạc hao tổn nhiều. Tuổi Mão 1999 hùn hạp làm ăn dễ bị lừa gạt, việc làm áp lực dễ xảy ra sai sót nếu không tập trung cao độ. Tuổi Mão 2011 đề phòng va vấp, hình thương do té ngã hoặc tai nạn bất ngờ. Nhận định tháng hung cát tuổi Mão năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng 6 tài lộc vượng, hợp tác làm ăn suôn sẻ, tháng 12 lợi nhuận thu về, thành quả trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha. Tháng âm hung nhất, tháng 10 đứng trước nhiều thách thức, lắm thăng trầm, tháng 3 mất tiền vì vấn đề sức khỏe. 2. Tuổi Mùi bao gồm những người sinh năm 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 và 2015. 2023 hứa hẹn là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi, tam hợp cục nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính hay chuyện tình duyên. Vận hạn tuổi Mùi 2023 theo từng phương diện. Công việc, công việc có sự mở mang thêm, hứa hẹn mang tới nhiều thành công rực rỡ cho những ai thực sự nỗ lực và không ngừng cố gắng. Tiền bạc, kinh doanh buôn bán thuận lợi, dòng tiền lưu chuyển đều đặn, giúp tuổi Mùi khá thoải mái về chi tiêu, tài chính trong năm Quý Mão. Tình cảm, được nhiều cát tinh chủ đào hoa chiếu mạng mà tình duyên ngày càng thuận lợi, người độc thân không khó để tìm cho mình đối tượng phù hợp, các cặp đôi có thể đón tin vui về hỷ tín hoặc chuyện sinh con năm 2023. Sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đương số duy trì thể trạng tốt và ít ốm đau. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh, ắt tật bệnh thuyên giảm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn phải mang theo bên mình
vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Mùi năm 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Mùi sinh năm 1955, một năm yên bình, ít thay đổi hay xáo trộn, sức khỏe ổn định, không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuổi Mùi 1967, tập trung cho công việc của mình, ít xảy ra biến cố, tiền bạc ổn, tiêu xài không phải lo nghĩ nhiều. Tuổi Mùi 1979, một năm phát triển nhanh chóng, làm ăn kinh doanh có chuyển biến đáng kể. Tuổi Mùi 1991, nhiều cơ hội vươn lên gặt hái thành công, có dấu hiệu thăng tiến, tiền bạc kiếm được không ít. Tuổi Mùi năm 2003 có va vấp với trải nghiệm đầu đời, nhưng nhìn chung vận trình xuyên suốt năm 2023 khá tốt. Tuổi Mùi sinh năm 2015, chuyên tâm học hành không phải lo lắng nhiều, sức khỏe ổn định, ít ốm đau hơn trước. Nhận định tháng hung cát tuổi Mùi năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng 2 hợp tác làm ăn suôn sẻ, thu về thành quả lớn. Tháng 10 có dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc khởi sắc, đầu tư kinh doanh thu lời lớn. Tháng âm hung nhất, tháng 9 gặp khó khăn trong làm ăn, tình duyên giảm sút. Tháng 4 tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất ổn, hao tài tốn của. 3. Tuổi Hợi bao gồm những người sinh năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 và 2007. Tổng thể năm 2023 của người tuổi Hợi được đánh giá là cát lành, mở ra nhiều cơ hội tốt trong công việc. Có điều cần chú ý vấn đề đi lại, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Vận hạn tuổi Hợi năm 2023 theo từng phương diện. Công việc. Đây là thời điểm tuổi Hợi có thể mở mang công việc, thử sức với nhiều lĩnh vực mới. Trong năm mưu sự thuận lợi, có thể mưu tính việc lớn, hứa hẹn tỷ lệ thành công cao. Tiền bạc, tài chính có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi công việc thuận lợi. Người làm công ăn lương thường xuyên có được khoản lương thưởng xứng đáng. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán có lộc trời cho. Tình cảm, phương diện này được đánh giá là lạc quan, nhiều tín hiệu cát lành. Nếu còn độc thân, bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe, tác động của hung tinh khiến tuổi Hợi có thể gặp phải một số trục trặc về vấn đề sức khỏe, chủ yếu là do tai nạn, tai bay vạ gió, vì thế cần đi đứng cẩn trọng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn của tuổi Hợi năm 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Hợi 1947 đón nhiều cát lành, gia đạo yên vui, tuy nhiên sức khỏe xảy ra không ít vấn đề và cần lưu tâm hơn. Tuổi Hợi sinh năm 1959, tài chính ổn định, thoải mái tinh thần, gia đạo hài hòa, có được sự thấu hiểu từ các thành viên trong nhà. Tuổi Hợi 1971 mở ra nhiều cơ hội cát lành, chủ động nắm bắt, kinh doanh thu về số tiền lớn. Tuổi Hợi 1983 đón nhận cả thách thức và cơ hội bùng nổ, có dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp. Tuổi Hợi 1995 bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tiền bạc ổn định, không bị hao tổn nhiều. Tuổi Hợi 2007 cuộc sống êm đềm, nhiều thuận lợi. Nhận định tháng hung cát của tuổi Hợi năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng 1 gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, tháng 4 tiền bạc tăng nhanh chóng, kinh doanh buôn bán thu lời cao. Tháng 5, hợp tác làm ăn thuận lợi giúp thu về khoản tiền lớn. Tháng âm hung nhất. Tháng 6, công việc vất vả, làm nhiều hưởng ít. Tháng 7, có kẻ xấu hãm hại. Trên đây là toàn bộ thông tin luận giải tử vi năm 2023 của 12 con giáp, tử vi năm Quý Mão 2023 về công danh sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, bệnh tật. Xem tử vi năm 2023 nhằm mục đích dự đoán vận cát hung, biết cát mà phát huy, biết hung mà tránh để cuộc sống luôn bình an, hạnh phúc. Chúc quý bạn đọc tân niên thịnh vượng, cát lộc dồi dào.